các bạn, hôm nay mình sẽ đây gọi là review sản phẩm USB 2.0 cắm thẻ nhớ. Đây là sản phẩm trị giá 30 cành. Loại sản phẩm này đọc thẻ nhớ cực tốt luôn, các bạn nên mua cái loại này. Đây mình tháo cho các bạn xem. Ở đây có một con IC cứt trâu. Đây IC cứt trâu. Đây là đầu cắm vào máy tính. Thì nó có 4 chân, chân dương này, chân âm này, và 2 chân tín hiệu ở giữa. Chân ngoài bề là chân D cộng. Đây là khe cắm của thẻ nhớ, nó như thế này. Các cái chân này găm xuống đây, truyền tín hiệu ra cái con IC cất trâu này để truyền vào máy tính, để vừa đọc dữ liệu vừa tách các cái đường dữ liệu vào thẻ nhớ. Đây mình sẽ lắp lại cho các bạn xem. Thì đây là cái nút mình phải lắp vào đây. Lắp vào trước này. Lắp vào đây. Mình lắp vào. Thì mình ấn vào đây. Đây là đầu của nó. Mình ấn vào. Ta nắp cái này vào. Nắp thì chúng ta xem. Chúng ta đẩy ngược lên. Chúng ta nắp vào nè. Ngồi xuống hai chị em chơi với nhau đi. Đừng để bố đánh đòn. Đây các bạn lắp cái này trước rồi đó, bao một vài. Anh đau lòng. Thì chúng ta lắp lại, lắp vào nhé. Được, ok. Cảm ơn các bạn, nhớ like và subscribe nhé, khám phá, ok, thank you.